Chào anh em nhé. Shop Tân Ánh, loa với chim và phụ kiện đến từ Nha Nam Tân Yên Bắc Giang. Hôm nay xin gửi tới anh em một cái mẫu sản phẩm mới cho anh em đam mê chơi nhé. Shop thì cung cấp các sản phẩm về loa bẫy, loa mồi và các phụ kiện. Hôm nay giới thiệu với anh em một cái bộ phụ kiện nho nhỏ. Đây, hộp nó như thế này. Cái này thì các bác lại nghĩ là đồ trang điểm nhá, rất là đẹp nhá. Đây, cái này gọi là cái bộ dụng cụ vệ sinh, dụng cụ vệ sinh cành củi nhá. Đây, các bác nhìn này, cái này các bác, cái này đây nguyên đấy, đây là cái tấm nguyên nhá, để nó im, nó bảo vệ cái đồ ở trong nhá. Đây, đây chỉ là mút xốp này, các bác mở đây, mở nhẹ thôi nhá, không mở nữa nhá. Là cái giòn, nó chỉ cái khóa giòn ấy, cái gòn ấy nó chỉ mở đứng nhảy thôi. Đây là cái nội thất bên trong nhá, nội thất bên trong này có một cái tờ thông số, trong này có những cái cây gì, số bao nhiêu nha các bác nhé, cây gì số bao nhiêu, có đủ hết nhá. Đây, em quan sát ở đây này, đây có cái hút ẩm này. Thế đây gọi là bộ dụng cụ vệ sinh cành củi nhá anh em, đơn giản nhất là bộ trang điểm cho đồ chơi đấy. Đây có hai cây nhỏ này, hai cây to này, hai chuôi nhỏ này, một chuôi nhỏ này. Đây tôi gọi là cái tay cầm đi, một tay cầm to này. Đấy. Thế trong này thì có cả bông mút này, bông mút này, và trong này có rất nhiều đầu, rất là nhiều đầu, cả từ đầu cọ bẩn này, đây là đầu chổi thép này, đầu chổi thép cho tới đầu bông, cho tới đầu bông mút êm, cho tới đầu bông đau, bông đau từ to tới thấp, từ chỗ anh em là chơi kẹo nhỏ cho tới anh em mà chơi cả ghém nhá, chơi cả tút nhá, cái nào cũng đều có vệ sinh đủ hết nhá. Đây từng đầu nối này, anh em mà chơi kẹo chì hay là anh em chơi tút là có vệ sinh hết. Đấy, đây là có rất nhiều mẫu, rất nhiều thông số nhá. Còn về cách dùng thì ví dụ như tôi sẽ hướng dẫn cho, đây là bộ cây to này, to dùng cho anh em chơi ghém này, cái nhỏ này dùng anh em chơi loại nhỏ hơn này, tùy từng mình thông dài hay ngắn nhá. Ví dụ như thế này, cái đầu ngoài này thì những cái cây chổi này là có gen trực tiếp đây này, thì anh em xoáy thẳng vào đây, em xoáy thẳng vào đây này, anh em sẽ làm vệ sinh thông tháo được nhá. Đấy. Thế còn trường hợp nó muốn dài hơn thì bắt đầu các bác lại lấy một cái khúc nữa nối vào. Đây, khúc nữa nối vào. Đấy, nó sẽ nối được dài như này. Ví dụ như đây này, đây là một cái ống này, mình muốn thông đi. Đấy, vẫn chưa đủ nhá, nối thêm khúc nữa. Thì nếu mà trường hợp đủ rồi ấy, thì các bác nối đầu ngoài này vào cái phần chổi thông hay là phần nâu, thích cái loại nào thì tùy nhá. Đấy, nó có các khớp nối hết nhá. Đấy, rồi thì phần này ví dụ như mình sẽ lắp vào cái này đi, chỗ này để mình đánh bụi này. Được, các bác nhìn này, cái gen này thì nó tùy nhá, nếu mà gen nhỏ ở những cái chỗ nhỏ như thế này thì các bác sẽ xoáy trực tiếp vào cây này luôn, là đúng gen luôn, đúng vừa luôn. Thế còn trường hợp các bác muốn đánh cái chổi to là chỗ này thì xoáy vào đây nó không vừa ấy, nó sẽ có cây chuyển gen cho các bác nhá, cây chuyển gen đây. Các bác lại chuyển qua khớp gen to này, xong mới đẩy lại khớp gen nhỏ nhá. Đấy, cái này nó có quy trình của nó hết rồi, có từng khớp nối hết rồi. Đấy, mới lại quay lại khớp gen nhỏ này. Chẳng hạn như các bác muốn làm vệ sinh cái ống này, ống cái này chẳng hạn, đây. Đấy, này tôi chọn chổi hơi lớn rồi, tôi sẽ chọn cái chổi nhỏ hơn nhé. Đây, chổi nhỏ hơn là chổi này luôn đi, thì cũng phải qua cái nối. Hoặc tôi chọn nhỏ, chổi này nhỏ này nữa thì nối trực tiếp vào đây luôn. Thì tùy theo cái kích cỡ ống của các bác muốn làm vệ sinh thông như nào thì các bác làm nhé. Đấy, đút qua. Đấy, xoáy. Nha, dụng cụ này rất là hay, rất là tiện nhé. Cái này thì có đủ các thông số, anh em về chơi nghiên cứu thì cái nào đấu vào cái nào thì các bác sẽ biết nhé, nó rất dễ thôi. Đây, nó tháo ra rồi để cho mình dễ cất nhé.
Đây dễ thao tác dễ cân. Đây, cái tay cầm này. Đây là cái bộ to hơn. Bộ to hơn. Thế ngoài ra các bác có thể dùng để vệ sinh lau từ những cái cành nhỏ cho tới cành to. Cành đạn cành chơi kẹo nhỏ, kẹo chì cho tới cành chơi ghém. Đây, ghém tút thì dùng những cái đầu bông này. Nhá. Đây là gọi là bộ dụng cụ vệ sinh. Nhá, dụng cụ vệ sinh cho anh em đam mê. Đầy đủ hết nhá. À, các bác có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ với lại shop này nhá, theo các số điện thoại của shop đây. Loa và phụ kiện. Phụ kiện đây. Cái loa Q92, loa Q93. Phụ kiện săn bẫy. Đây là cái phụ kiện cho anh em vệ sinh đồ chơi. Xin cảm ơn các bác nhé. Cảm ơn các bác có nhu cầu mua hàng thì hay là cần alo tư vấn để liên hệ trực tiếp với shop. Rồi xin cảm ơn.